Rồi, bắt đầu nha. Học đến đâu mà chúng ta cảm thấy cô sẽ nhắc lại cho các bạn lý thuyết đến đó nha. Phần đầu tiên là danh pháp của este lipid. Được chưa? Đó, Hải Nam này. Chắc là hôm nào phải gọi Zoom một cuộc để xem Hải Nam. Gọi cô đấy xem Hải Hải Nam hát thôi. Ok rồi, este lipid này các bạn ơi, nhớ này, với phần danh pháp nha. Một là danh pháp thì nhớ cho cô như sau. Một, danh pháp thì nhớ cho cô đó là gì ạ? Danh pháp của este thì chúng ta sẽ có một cái công thức tổng quát là RCOOR phẩy như thế này, thì tên của este sẽ bằng gì ạ? Bằng tên của R phẩy, tên gốc hydro carbon, tên gốc hydro carbon R phẩy, và cộng với tên gốc axit. Tên gốc axit này các bạn nhớ là đổi đuôi x thành đuôi at nha, được chưa? Rồi đó chính là phần danh pháp, được chưa? Cô chào Ngọc Minh nha. Được chưa? Thì ở phần này cũng nhớ cho cô một số trường hợp về về cái gì ạ? Về tên gốc axit mà chúng ta cần nhớ. Có một số trường hợp mà các bạn cần nhớ ở đây. Thì vào cái phần like thì cô sẽ nhắc luôn ở trên tên nha. Được chưa? Rồi, câu số 1 nào, cô bắt đầu nhận đáp án trong câu số 1 nha. Lưu Việt Nhật. Rồi cô chào Lưu Việt Nhật. Được chưa? Nhớ này, với tên của este chúng ta sẽ gọi tên gốc hydrocarbon R phẩy cộng với tên gốc axit. Hải Nam 1C, Minh Quân 1C. Cô chào Nguyễn Tuấn nha. Nào comment lên đi các em ơi. Khẩn trương nào, câu số 1. Huỳnh Chi 1C, Thùy Linh 1C, Ngọc Ly 1C luôn, Thanh Thảo 1C. Ok, câu số 1 này các bạn ơi. C3H6O2 mà là este của axit acetic. Axit acetic thì là CH3COOH đúng không? Vậy thì cái thằng este này phải có gốc axit là CH3COO thì ghép ra CH3COO thì còn lại là một carbon nữa thôi, vậy đó là CH3. Thì chúng ta sẽ có được cái công thức ở đây chính là là công thức C. Được chưa? Là đáp án C. Rồi, chính xác luôn. Được chưa? Như vậy câu 1 đáp án C, pháp đặng cũng đúng rồi. Chuyển sang câu số 2. Chuyển sang câu số 2 nào. Khẩn trương nào, câu số 2. Hợp chất X có công thức cấu tạo là CH3, CH2, CO, CH3. Tên gọi của X là Phan Đăng Nhật 2C, Minh Quân 2C, Nguyễn Việt Đức, Minh Quân 2B, Nguyễn Việt Đức 2B, Trần Tôn 2B, Thùy Linh 2B, Ngọc Minh 2B, Huỳnh Chi 2B luôn. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng chữa câu số 2 này. Cái thằng này thì cái gốc R phẩy này nó có tên là metin nha. Vậy thằng này sẽ gọi là metin propionate, được chưa? Metin propionate thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án B nha. Phan Đăng Nhật ơi, câu này sao mà sai? Được chưa? Chép phạt luôn. Chuyển câu nào, Vũ Xuân Hương cũng chọn 2B, Pháp Đặng 2B, Đạt cũng là 2B. Chuyển câu 3 nha. Este etin format có công thức là, được chưa? Câu số 3 nào, là một câu ngược lại, người ta cho danh pháp rồi, bây giờ các bạn sẽ phải gọi tên cho sẽ suy ra công thức cấu tạo cho cô, được chưa? Câu số 3, Lương Hùng 3B, Nguyễn Việt Đức 3B, Hải Nam 3B, Minh Quân 3B, Vàm Cổ Đông 3B, Minh Thư 3B, Nguyễn Ngọc Ly 3B, Oanh Nguyễn, Phan Đăng Nhật, Huỳnh Chi, Ngọc Minh, Thanh Thảo cũng là B luôn. Rồi rất nhiều nhá. Cô xin phép đọc một số bạn thôi nhá. Vũ Xuân Hưng và Trần Tôn cũng là 3B. Ok. Bài cô chọn toàn B á. Câu số 3 này, etin format nha. Etin thì nó là C2H5 rồi, format là HCOO. Vậy thì chúng ta chọn đáp án là B nha. Được chưa? Bài cô chọn toàn B. Thế thì lụi B luôn à? Chuyển tiếp nào. Ồ đúng luôn này. Câu số 4 nào.
Cái mới chuyển sang câu số 4 cho cô đi, khẩn trương nào. Câu số 4. Vàm cổ đông 4B, Oanh Nguyễn 4B, Thanh Thảo 4B luôn. Các bạn em nói rằng là lụi bài của cô Thu thì toàn B, còn lụi bài của cái gì? Của thầy Hưng à thì toàn A. Rồi. Lương Dung à? Lương Hùng 4B, Thùy Linh 4B, Minh Quân 4B, Nguyễn Việt Đức 4B. Phan Đăng Nhật, Minh Thư, Huỳnh Chi, Trần Tôn, Nguyễn Ngọc Ly 4B luôn. 4B hôm qua em không thấy chữ ste cô ạ. Không sao em ơi, nhỉ? Ste không ste cũng được nhỉ. Vinin acetat thì nó sẽ có là là B đây này em ơi, vinin là C2H3. Vậy là chọn đáp án B nha. Được chưa? Câu này đừng nhầm lẫn nhá. Đừng có sai câu này nha. Chuyển sang câu số 5 cho cô. Được chưa? Câu số 5. Nguyễn Việt Đức 5C, Thùy Linh 5C. Hôm qua em làm đúng câu khó nhưng mà sai 10 câu dễ đó mà. Cô đi đâm đầu làm các câu khó trước xong rồi câu dễ thì lại bỏ qua. Xong chẳng may mà làm sai câu khó cái thì làm mất tất đúng không? Rồi Minh Thư 5C, Hải Nam 5C, Huỳnh Chi 5C luôn. Câu số 5. Số đồng phân ST ứng với công thức C3H6O2 là. Thì ở đây số đồng phân ST chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là gì đây? Công thức tính số đồng phân ST đó là 2 mũ N trừ đi 2. Được chưa ạ? 2 mũ N trừ đi 2. Như vậy là thay vào đây chúng ta sẽ có là 2 mũ 1 đúng không? 2 mũ 1 thì bằng 2. Vậy chúng ta chọn đáp án là C. Ok. Câu số 6 luôn nào các em ơi. Nha, chuyển câu số 6 luôn đi nào. Câu số 6. Câu số 6 đó là gì đây ạ? Số đồng phân ST ứng với C4H8O2 là. Cô cháu Phan Việt nhá. Hải Nam 6C, Nguyễn Việt Đức 6C. Đừng ăn cả ngã về không. Huỳnh Chi 6C, Minh Thư 6C, Ngọc Minh 6C, Oanh Nguyễn, Phan Đăng Nhật, Minh Quân và Phan Việt cũng là C luôn. Nguyễn Ngọc Ly 6C. Rồi câu này mình vẫn sử dụng là 2 mũ N trừ đi 2 đúng không? Vì người ta vẫn hỏi đồng phân ST. Như vậy là bằng 2 mũ 4. 2 mũ 4 trừ đi 2 vậy bằng 2 mũ 2. 2 mũ 2 thì bằng 4 nhỉ. Vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu số 7 nào. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là. Nhớ nhá, số đồng phân đơn chức nhỉ. Cô chào Nguyễn Văn Thắng nhá. Rồi, Nguyễn Việt Đức 7B, Vàm Cổ Đông 7A. Rồi, như vậy đang có hai đáp án là A hoặc là B. Vậy xét xem là đây đáp án sẽ là A hay là B nha. Phan Đăng Nhật 7B, Huỳnh Chi 7B, Nguyễn Ngọc Ly 7B. À nhầm là xong rồi. Trần Tôn 7B, Trung Hiếu 7B, Pháp Đặng 7B. Ở đây người ta hỏi đồng phân đơn chức chứ không hề hỏi đồng phân este. Được chưa ạ? Đồng phân đơn chức thì phải kể tới cả axit và este nha. Như vậy mình sẽ sử dụng công thức là 2 mũ N trừ đi 3 cộng với 2 mũ N trừ đi 2. Được chưa ạ? Vậy là bằng 3 đồng phân. Trong đấy có một đồng phân axit và 2 đồng phân este nha. Tương tự thế ở câu 8 nào. Câu 8. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức C4H8O2 là. Nào câu số 8. Các bạn ơi vào trong group VIP đi. Gọi các bạn ấy vào học đi các em ơi. Khẩn trương nào. Nguyễn Việt Đức 8D, Trần Tôn 8D, Huỳnh Chi 8D, Minh Thư 8D, Hải Nam 8D. Pháp Đặng 8D luôn. Rồi câu số 8 này vẫn là số đồng phân đơn chức. Vậy mình vẫn sử dụng là 2 mũ 4 trừ đi 2 cộng với 2 mũ 4 trừ đi 3. Đúng ạ. Như vậy sẽ bằng 2 mũ 2 cộng với lại 2 mũ 1 vậy bằng bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6. Bằng 6, vậy chọn đáp án A nha. Rồi chuyển câu, hết loạt câu dễ về danh pháp và đồng phân este nha. Chúng ta bắt đầu
Chuyển sang một câu hơi khó hơn, đó chính là số đồng phân của chất béo nhỉ? Số đồng phân của chất béo. Chuyển sang câu số 9 nào các bạn ơi. Câu số... Chỗ này cuộc đánh số bị lộn à? Rồi, thôi quay trở lại câu số 7 lần thứ hai. Vậy cuộc đánh số hơi bị ngáo ngáo một chút. Rồi câu số 7 luôn. Được chưa? Câu số 7 nào. Câu số 7 lần thứ hai các bạn ơi. Khẩn trương comment nào. Câu số 7. Được chưa? Câu số 7. Khẩn trương nào. Đây là câu 7 nhá. Cứ theo cái tờ đánh số này đi, tại vì là lúc sau đỡ bị loạn nhá. Nguyễn Văn Thắng 7A, Trần Tôn 7A, Huỳnh Chi 7A, Phan Lăng Nhật 7A, Hoàng Hiệp 7A, Hải Nam 7A, Taratarakun 7A, Minh Thư 7A luôn. Câu này nhá các em ơi, mình có công thức đấy đúng không? Cho glycerol này phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm có axit stearic và axit palmitic thì số loại este tạo ra tối đa là, thì chúng ta sẽ có sử dụng luôn công thức cho cô nhá. Đó là n bình phương nhân với n cộng 1 tất cả chia cho 2. Được chưa? Như vậy thay vào đây, n là số axit béo và trong trường hợp này mình có 2 axit béo. Như vậy là 2 bình phương nhân với 3 chia cho 2. Được chưa? 2 bình phương nhân 3 chia cho 2 thì bằng 6. Bằng 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là A nhỉ. Được chưa? Bằng 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Cô chào Phạm Thơm nhá. Rồi chuyển sang cái dạng toán thủy phân este. Thì đối với dạng toán thủy phân este, bây giờ cô hỏi này, phần 3 nha. Được chưa? Phần 3. Đó là dạng toán thủy phân este. Thì chúng ta chú ý luôn cho cô. Nó có khác nhau lắm hả? Cái gì đây? 8. Được chưa? Khẩn trương nào. Tập trung vào đây, cô sẽ phân tích lại cho các bạn lý thuyết phần này một chút. Được chưa? Dạng toán thủy phân este thì chú ý cho cô đó là gì đây? Đó là đối với este đơn chức RCOR phẩy thì nó tác dụng với một NaOH. Tất nhiên đây, trong trường hợp này chúng ta phải loại trừ cái thằng este của cái gì ạ? Loại trừ cái thằng este của phenol nha. Thì sẽ tạo ra RCOONa và R phẩy OH. Được chưa? Nhớ là cái thằng R phẩy này khác C6H4R. Được chưa? R2 phẩy. Đó, nó không thể là este của phenol trong trường hợp này. Nếu như là este của phenol thì nó sẽ phải tham gia phản ứng theo tỷ lệ 1, 2 cơ. Được chưa? Chú ý luôn ở đây. Chú ý. Đó là trong cái trường hợp này nhá, nó là este đơn chức mạch hở thông thường ấy, thì số mol của NaOH sẽ đúng bằng số mol của RCOOR phẩy. Được chưa? Trường hợp đặc biệt ở đây thì chúng ta sẽ có đó là gì? Trường hợp đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có đó là cái thằng RCOOC6H4R phẩy chẳng hạn. Thì khi thủy phân trong NaOH nghĩa là tham gia phản ứng xà phòng hóa thì nó sẽ phản ứng theo tỷ lệ 1:2 để tạo ra RCOONa và cộng với R phẩy C6H4ONa và nước. Thì trong phần này khi gặp bài tập ấy thì chúng ta chú ý luôn cho cô. Khi gặp bài tập chúng ta chú ý luôn cho cô. Đó là số mol của NaOH chia cho số mol của este. Nó đang bằng 2. Và cái thứ hai, và chúng ta thường sử dụng bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng chúng ta sẽ có là khối lượng của este. Được chưa? Cộng với khối lượng của NaOH sẽ bằng khối lượng của muối và cộng với khối lượng của nước nhá. Đó là trong cái trường hợp đặc biệt này. Được chưa? Trong trường hợp đặc biệt này chúng ta phải chú ý cái điều đó. Được chưa? Rồi, vậy thì khi nào chúng ta sẽ nhìn thấy dấu hiệu nào giúp chúng ta nhận biết ra là ở đây có este của phenol? Dấu hiệu để nhận biết ra este phenol. Nào, câu hỏi các bạn nào. Nhận biết este phenol. Nhận biết có chứa este phenol.
Nào, các bạn trả lời cô đi. Trong trường hợp đề bài cho các bạn dữ liệu như thế nào thì chúng ta sẽ nhận biết được là cái bài toán này chắc chắn luôn là nó sẽ chứa este của phenol nào. Cô chào Thu Hằng nha. Được chưa? Comment lên cho cô đi. Trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ nhận biết được đó là cái thằng este này nó sẽ là este của phenol chứ không phải đơn thuần là este của ancol. Comment lên cô thử xem nào. Khẩn trương. Trong trường hợp nào đây? Etaphenol mà có liên kết PCC á. Etaphenol đâu phải có liên kết PCC nhỉ? Nào, khẩn trương lên. Trường hợp nào đây? Chứa vòng benzen, tạo hai muối. Nguyễn Việt Đức nói rằng là tạo hai muối và tỷ lệ mol NaOH 1,2 tetratetracun. Số mol NaOH trừ số mol este lớn 1. Trần Mai Phương, số mol X nhỏ số mol NaOH. Hoàng Ngọc Đạt, số mol NaOH chia số mol hỗn hợp. Rồi đúng rồi, cái dấu hiệu để nhận biết ở đây ý, là gì ạ? Ví dụ như trong những cái bài tập tính toán este thì người ta sẽ có thể là cho em cái việc là chứa vòng benzen, nhưng mà bài toán đó thì nó lại đơn thuần quá đúng không? Mà cái dấu hiệu ở đây đó là khi người ta cho một hỗn hợp este nhá, phản ứng với NaOH mà chúng ta nhìn thấy là cái tỷ lệ số mol của NaOH nhé, số mol của NaOH người ta cho este đơn chức nhỉ. Nhớ này, trong bài này người ta cho este đơn chức. Được chưa? Este đơn chức. Mà chúng ta lại có được, người ta xác định được cái tỷ lệ đó là số mol của NaOH chia cho số mol của este. Nó lớn hơn 1 thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được là trong hỗn hợp của este nó sẽ có chứa este phenol, chứa este của phenol nhá. Đó là cái điều mà các bạn cần chú ý cho cô. Được chưa? Hoặc là cái dấu hiệu thứ hai này các bạn ơi, dấu hiệu thứ hai nhá. Dấu hiệu này chúng ta còn gặp ở trong một số cái bài toán hơi khó hơn một chút xíu đấy. Trong bài toán hơi khó hơn một chút xíu thì chúng ta còn gặp cái dấu hiệu như sau này. Nhớ nhá, cái phần này để làm được những cái bài vận dụng hay là vận dụng cao thì bắt buộc chúng ta phải nắm được các cái chi tiết nhỏ trong những cái bài toán thông thường trước đã. Được chưa? Đó là gì ạ? À? Đó là cái số mol của, trong trường hợp mà các bạn tính ra số mol của ancol nhé. Số mol của OH trong ancol. OH trong ancol. Trong ancol. Nó lại nhỏ hơn số mol của NaOH. Thì lúc này chúng ta cũng phải nghĩ đến ngay đó là có vẻ như có cái thằng este của phenol ở đây nhá. Có vẻ như có cái thằng este phenol ở đây. Đó, chú ý cái điều này nhá. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy được ở trong những cái bài toán vận dụng hoặc là vận dụng cao của este. Mà ai đó đã học ở trong group VIP của cô rồi ấy, thì cái buổi ngày hôm qua, cái 10 bài vận dụng cao ngày hôm qua ấy, thì cô nhớ là có một bài chúng ta có sử dụng đến cái đặc điểm, cái dấu hiệu nhận biết này nhá. Ok, rồi. Bây giờ và nhớ luôn đó là cả cái dạng thủy phân este trong môi trường kiềm này, hay gọi là phản ứng xa phòng hóa này, thì nó sẽ gắn liền với phương pháp là sử dụng phương pháp tính nhanh, đó là bảo toàn khối lượng nha. Cô chào Ngọc Phạm Hải. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập. Được chưa? Vào bài tập, đi vào câu số 8. Nào, lại comment cho cô đáp án trong câu số 8 nào các bạn ơi. Được chưa? Lại comment cho cô đáp án ở trong câu số 8 nào. Câu số 8. Số mol OH ở trong ancol ý nhở. Được chưa? Câu số 8. Rồi, cô nhận thấy một số bạn đã bắt đầu comment đáp án câu 8 rồi. Đầu tiên là Thùy Linh 8C, Ngọc Ly 8C, Mai Phương 8C, Hải Nam, Phan Đăng Nhật, Trần Tôn, Ngọc Phạm Hải, Vàm Cổ Đông cũng là 8C luôn. Ok, Hoàng Hiệp 8C. Vậy câu số 8 này, X là một eteno đơn chức có tỷ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Vậy chúng ta tính ra luôn cho cô đó là 5,5 nhân với nào, 5,5 nhân với 16 ra được bằng 88. Ồ, 88 là C4H8O2 rồi đúng không? Nhớ luôn cho cô đi nhá. C4H8O2.
Nếu đem đun 2,2 gram STX với NaOH thu được 2,05 gram muối. Đây là este no đơn chức nha. Được chưa? Este no đơn chức. Chúng ta sẽ có được cái số mol này này, 2,2 chia 88. Thì nó bằng 0,025. 0,025. Thì dẫn tới là cái số mol của muối này cũng bằng 0,025 nha. Vậy là chúng ta sẽ lấy 2,05 chia cho 0,025 thì nó bằng 82. Được chưa? Cô tìm ra được M của RCOONa bằng 82. Lấy 82 này trừ đi 67 thì ra được cái thằng này bằng 15, đúng không? Như vậy nó sẽ là gì ạ? À, CH3COO. À, đây là C4H8O2 nha. Vậy còn lại một carbon thì đây sẽ là CH3. Vậy là CH3COO. Đâu, không phải. CH3COO thì đây phải là C2H5 chứ, đúng không? CH3COC2H5. Như vậy là đáp án trong câu này sẽ là đáp án C nha. Được chưa? Câu số 9 nào. Đúng rồi các em ơi, câu số 9 nha. Câu 8 này dùng đồng đẳng hóa cũng nhanh cô ạ. Ôi, lạm dụng đồng đẳng hóa quá. Câu 9 nào. Khẩn trương. Thật luôn, không ai người ta làm câu này bằng đồng đẳng hóa cả Hoàng Hiệp ạ. Thùy Linh 9B, Trần Mai Phương 9B, Hải Nam 9B, Nguyễn Ngọc Ly 9B, Phan Anh Nhật 9B. Rồi, ở câu số 9 này, câu số 9 này, câu 8 giải bình thường cũng nhanh rồi, đúng rồi. Đừng lạm dụng quá nha. Câu 9 này. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức, thu được sản phẩm cháy chỉ gồm có CO2 và nước này. Với số mol CO2 nước đây đều bằng 0,2 hết nha. 0,2. Vậy là este no đơn chức, este hoặc là axit no đơn chức mạch hở rồi. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối của axit hữu cơ và chất hữu cơ Z thì đây sẽ là este rồi đúng không? Không thể là axit được, bậc axit thì nó phải tạo ra nước cơ. Được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ có luôn đó là gì ạ? Có luôn cái số mol của cái thằng X này. Đúng không? Cái bài này chúng ta tính ra luôn số mol của thằng X. Ok. Số mol của X này sẽ được tính bằng bao nhiêu đây? Rồi. Cô nghĩ là cô cứ giải ra đi. À, thứ nhất này, trong câu số 9 nha, chúng ta có số mol của X ấy sẽ bằng 1/2 của 4,4 trừ đi 0,2 nhân 12 trừ tiếp cho 0,2 nhân 2 chia cho 16 nha. Vậy bằng 4,4 này trừ đi 0,2 nhân 12 và trừ tiếp cho 0,2 nhân 2 chia cho 16 và chia cho 2 thì bằng 0,05. Được chưa? Bằng 0,05. Thì cái số mol muối này này các em ơi, số mol của muối ấy, RCOONa ấy, nó cũng sẽ bằng 0,05. Vậy từ đây mình tìm ra M lớn của RCOONa sẽ bằng 4,8 chia cho 0,05. Vậy bằng 96. 96 thì các em trừ đi cái đoạn này thì mình ra được công thức muối đúng không? 96 trừ đi 67. Vậy ra là 29. 29 thì mình có được công thức là C2H5. C2H5COO. Bây giờ ghép tiếp này. Cái thằng này nó bằng 88 rồi đúng không? Được chưa? Lấy 44,4 này chia cho 0,05 thì M lớn của cái thằng este nó sẽ bằng 88. 88 thì là C4H8O2 đúng không? Vậy còn lại ở đây sẽ là CH3. Còn lại là CH3, như vậy chúng ta sẽ có là methyl propionate. Vậy chọn đáp án là B. Chọn đáp án là B trong câu số 9. Được chưa? Hình như là Ngọc Hân nói là xin ọp mấy hôm hay sao mà gọi mãi Ngọc Hân nhỉ. Đấy chưa? Rồi, như vậy là câu 9 chúng ta sẽ chọn đáp án là B nha. Chuyển câu số 10 cho cô nào. Câu số 10. Được chưa? Phạm Thơm vào lâu rồi. Câu số 10 nào các bạn ơi. Khẩn trương, comment cho cô đáp án trong câu số 10 nào.
Vậy hả Hiếu? Cô like mà không thể xem được, hu hu, em đang phải học thêm toán này. Rồi Phát Nhật 10C, Thùy Linh 10C, Hải Nam 10C. Mạng yếu quá. Vàm Cổ Đông 10C. Tiếp tục nào. Nguyễn Tuấn 10C. Rồi với câu số 10 nhá. Câu số 10 này. Hỗn hợp X gồm phenin, format và metin acetat. Cho 0,08 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch cao H1M và NaOH2N. Phần trăm khối lượng của phenin format trong X là. Rồi, anh thay cũng chọn đáp án là C. À, trong câu số 10 này cô lại nhấn mạnh lại trong cái đề test của cô ngày hôm qua ấy. Cái đồng chí nào mà cứ quen tay làm cứ mặc định luôn là xà phòng hóa là cho tác dụng với NaOH là mặc định sai luôn, đúng không? Phải nhìn rõ xem dung dịch kiềm đề bài sử dụng là NaOH hay là KaOH các bạn nhá. Đừng có bao giờ bị sai ở những cái câu ngớ ngẩn như vậy nha. Cô chỉ khi cô soạn đề cô đã cố tình thay đổi đó là gì ạ? À, KaOH chứ mình không dùng NaOH nữa và có một đáp án là NaOH tính ra đúng. Thế mà y như rằng trời ơi các bạn ơi. À, có đến 30 34 bạn sai câu đấy luôn. Choáng không? 34 bạn sai cái câu mà cô chỉ đổi mỗi cái thằng NaOH thành KaOH. Và chẳng may là cô gài một cái đáp án bẫy là NaOH ra cũng đúng luôn. Ồ, thế là 34 bạn, đúng rồi, cô nhớ không nhầm, 34 bạn sai cái câu đó luôn. Buồn không? Quá đáng buồn luôn, chứng tỏ là chúng ta đọc đề quá nhanh các bạn ạ. Đọc đề quá nhanh mà chúng ta không sửa được ấy thì chúng ta không sửa được cái cách đọc đề nhanh thế thì khi đi thi thật là đáng tiếc luôn các bạn ạ. Tại dùng não hát quen rồi à cô. Được chưa? Vì vậy ngày hôm nay cô lại nhấn mạnh lại cho các bạn nha. Phải gạch chân những cái từ khóa mà chúng ta thường sai khi đọc đề. Đó là cái kỹ thuật đọc đề cũng là một cái rất quan trọng khi mà chúng ta giải bài tập trắc nghiệm nhá. Ví dụ trong câu này chẳng hạn chúng ta có các từ khóa là phenin format, metin acetat. Được chưa? Từ đầu tiên này. Thì phenin format là HCOOC6H5, ethanol rồi, đúng không? Được chưa? Tiếp tục metin acetat thì lại là CH3COOCH3. Cho 0,08 mol X phản ứng vừa đủ là yêu lắm rồi đúng không? Có chia tay cái ông này đi chăng nữa mà gặp cái từ vừa đủ có khi lại cho cơ hội quay lại. Đúng không? Được chưa? Không không biết đọc chữ thì sao cô? Trời ơi, thế thì đánh vần lại thôi. Ở đây là KaOH và NaOH. Được chưa? Thế thì bài này người ta không hề xác định gì đến khối lượng của muối hết cả, mà người ta chỉ yêu cầu tính khối lượng của phenin acetat là cái ete ban đầu thôi. Thì chỗ này nhá, chỗ này này các bạn ơi, đó là gì? Đó là KaOH với NaOH đều là dung dịch MOH. MOH chúng ta tính luôn cho cô số mol của MOH đi, 0,04 nhân với lại 1 cộng 2 nhá. Được chưa? Rồi, cô trình bày rõ ra câu số 10 này. Câu số 10. Số mol của cái thằng MOH ấy bằng là dung dịch kiềm nhá. Nó sẽ bằng 0,04 nhân với lại 1 cộng với 2 đúng không? 0,12. Cái này mà cũng phải bấm máy tính đúng không? 0,12 nhưng cô hay nhẩm sai cực kỳ luôn. 23 trên 25 có được thưởng không cô? Thì người ta đã công bố rồi, đó là gì ạ? Những cái bạn mà được nhiều hơn 23 câu thì sẽ được tặng ngay một voucher giảm 200.000 đồng khi đăng ký khóa học luôn. Nhưng mà các ông này 23 trên 25 cũng có đòi được thưởng. Ồ, thật là buồn cười luôn, đúng không? Chả có nhẽ 23 lại lại lớn hơn 24 à các bạn ơi, đúng không? 23 lớn hơn 24 à? Nào, tiếp theo này, tiếp theo. Chúng ta sẽ giải hệ phương trình nha. Ở đây cô có là HCOOC6H5 và cái thứ hai là CH3 COOCH3 nha. Thằng này là A, thằng này là B. Trời ơi, đến đây rồi ấy, giải hệ phương trình. Được chưa? A cộng với B bằng 0,08 và A 2A cộng với B thì bằng 0, bao nhiêu? 12. Vậy là giải hệ tìm ra được A nó sẽ bằng 0,04 và B cũng bằng 0,04 luôn. Được chưa?
Được chưa ạ? A bằng B bằng 0,04. Bây giờ chúng ta đi xác định phần trăm theo khối lượng đúng không? Phải tính ra cả hai rồi, buồn nhỉ. Phải tính ra cả hai khối lượng chứ. Vậy ở đây sẽ là gì đây? HCOO là 45 cộng với 12 nhân 6 cộng 5 thì bằng 122 nha. Tính ra M. Được chưa? Nào ai đó tính cho cô cái phần trăm khối lượng trong bài này sẽ bằng bao nhiêu vậy? Phần trăm khối lượng của M Fading Format đó là HCOOC6H5 bằng bao nhiêu các em nhỉ? Tính cho cô đi nào. Được chưa? Comment lên cho cô xem nào. Giá trị ở đây bằng bao nhiêu đây? Sáu hai phẩy hai tư phần trăm rồi, chính xác luôn, được chưa? 62,24%, chúng ta chọn đáp án C nha. Ai đó vừa hỏi cô tối nay học không à? Tối nay cô chữa đề hôm qua em nhờ. Được chưa? Rồi, Hoàng Ngọc Đạt, Thùy Linh đều ra 62,24. Neo Pentan 62,24. Rồi, rất nhiều bạn ra 62,24 nha. Ok, tối nay vẫn học em nha. Cô chào Tuấn Anh Trần. Tối nay học được cô chữa cái đề hôm qua nha. Được chưa? Rồi, chuyển chuyển câu nào, chuyển câu đi. Như vậy là trong câu này chúng ta đã gặp ST của phenol nha. Câu số 11 nào. Chuyển sang câu số 11 cho cô nào. 11. Ô, đề này không, đề này đang cô đang tổng ôn mà. Trần Mai Phương 11A, Ngọc Minh 11A, Hải Nam 11A, Phan Đăng Nhật 11A, Vàm Cổ Đông A luôn. Mười một A Hoàng Hiệp bảo là bài dồn chất nhanh cô ơi. Nào câu số 11 xem là mặt mũi câu 11 như thế nào đây. Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch nào H2,8NM đun nóng. Thu được hỗn hợp thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng trắng bạc và 25,68 g hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng là 14,88 g. Yêu cầu ở đây là xác định khối lượng của X. Được chưa? Em không nói là hôm nay em trốn học cô đâu, thế mới buồn chứ. Được chưa? Rồi, vậy xét xem là câu này có ra. Khoan cô ơi, khoan gì đây em? Được chưa? Minh Nguyễn cũng ra 11 là A rồi, ok. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cùng chữa câu số 11 nha. 11, 11. Em này là ST đơn chức này. Tác dụng vừa đủ với, mình tính ra số mol của NaOH cho cô nha. 0,1 nhân với lại 0 nhân với 2,8 thì nó bằng 0,28. Số mol của NaOH ấy thì nó bằng 0,28. Ôi đây này, nhìn thấy cái dấu hiệu to đùng chưa các em ơi? Số mol của ST đơn chức bằng 0,2, còn số mol NaOH bằng 0,28. Vậy là đây có ST của phenol rồi đúng không? Được chưa? Ở đây có ST của phenol rồi. Thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng gương các bạn ạ. Được chưa? Thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y, câu này làm bảo toàn khối lượng cũng nhanh mà. Các em, câu này bảo toàn khối lượng cũng cực kỳ nhanh luôn. Y của mình sẽ là aldehyde rồi. Được chưa? Y là aldehyde mà lại no mạch hở. Vậy thì cô sẽ xử lý cái thằng Y trước. Nào cô, trước tiên này, hỗn hợp này sẽ gồm có hai este.
Đó là RCOOR phẩy. Và ở đây hỗn hợp muối nhỉ. Và R phẩy R1 đi, R1COOC6H4R2. Vậy thì mình sẽ tìm ra số mol của hai thằng này luôn bằng hệ phương trình. Bây giờ cô sẽ phải lược bớt trong cách làm đi. 1 bằng 1 bằng 0,2 và 1 2 0,28. Như vậy là thằng trên này mình sẽ ra được cái số mol của nó bằng 0,12. Và thằng dưới là 0,08. Được chưa ạ? Thằng dưới của mình có số mol là 0,08. Ok. Sau đấy này thì dẫn tới là cái số mol của cái thằng Y ý, em ơi, số mol Y nó sẽ bằng 0,12 luôn. Đúng không? Số mol Y bằng 0,12. Thế mà Y của mình là cái gì đây? Y của mình là CnH2n cộng 1CHO aldehyde. Hoặc là mình sử dụng luôn công thức là CnH2nO. Được chưa? Hoặc là sử dụng một trong hai công thức này đều được. Nhưng người ta bảo là gì ạ? Đốt để cho vào nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng là 14,88 gram. Như vậy ở đây mình sẽ có luôn. Đó là gì? Nào, có luôn là gì đây? Là bằng là bao nhiêu ạ? Thấy khối lượng bình tăng nha, 62 nhân số mol của CO2 này nó bằng 14,88. Vậy là từ đây mình tìm ra được số mol CO2 luôn đúng không? Được chưa? Đừng có hơi một chút là dồn chất với đồng đẳng hóa nha. Chia 62, 14,88 chia cho 62, như vậy bằng 0,24. Bằng 0,24 thì đây là CH3 CHO rồi. Sau đó đến đây cô bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì cô sẽ cô bảo toàn khối lượng được chưa các bạn ơi? Xem nào. Người ta tìm ra khối lượng của x. Được chưa? Đến đoạn này cô bảo toàn khối lượng này cô có được m của x cộng với 0,28 nhân 40 thì sẽ bằng 25,68 cộng với 0,12 nhân 44 và cộng với 0,08 nhân với lại 18. Vậy từ đây tìm được mx chưa? Bằng. Được chưa ạ? Phương pháp giải nhanh trên YouTube của cô có không cô? Cô ơi, mấy phương pháp giải nhanh trên YouTube của cô có không cô? Trên YouTube thì cô có các dạng nhá. Các dạng bài tập hóa 12 thì cô cũng có đưa vào một số phương pháp giải nhanh vào trong đó. Dự kiến là mấy hôm nữa thì cô cũng sẽ quay các cái video về 16 phương pháp giải nhanh sau đó up YouTube cho các bạn nha. Có ai muốn đón xem cái loạt 16 phương pháp giải nhanh hóa học không các bạn ơi? Nào cái đoạn này nhá, cái đoạn này chúng ta tính ra này 25,68 cộng với 0,12 nhân 44 trừ đi 0,08 nhân cộng trừ. Được chưa? Cộng với 0,08 nhân 18 và trừ đi 0,28 nhân 40. Được chưa? Vậy là bằng 21,2 gam. 21,2 là chọn đáp án A nha. Được chưa? Bài nào khó hơn tí đi cô, mấy bài này dễ quá. Có sổ tay của cô là ok rồi. Được chưa nhỉ? Hữu cơ hay vô cơ nhiều hơn? Em ơi, xấp xỉ nhau em nhá. Vô cơ với hữu cơ sẽ xấp xỉ nhau luôn. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp tục nào, chuyển sang câu số 12. Chuyển câu 12 đi nào. Hôm nay là buổi tổng ôn thì tất nhiên là sẽ có các bài cả dễ cả khó nha. Được chưa ạ? Câu số 12 nào các bạn ơi. Câu số 12 đi. Được chưa? Câu số 12. Các thanh niên ơi, dễ các thanh niên có dám chắc chắn là chúng ta làm đúng tất cả không? Được chưa? Phải thật chắc chắn nha, trước khi làm các câu khó. Trần Tôn 12A, Thùy Linh 12A, Vàm Cổ Đông 12A, Hoàng Hiệp 12A, Nguyễn Việt Đức 12A, Hải Nam 12A, Nguyễn Tuấn 12A.
Ok, bây giờ cô sẽ chữa câu số 12 này. Được chưa? Câu 12 nha. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, thu được 6,72 lít CO2 và 5,4 gam nước. Vậy ở đây mình sẽ có số mol này đều là 0,3 luôn. Được chưa? 0,3 luôn. Cái câu này có bạn lớp VIP nói rằng là câu này em làm bằng dồn chất. Dồn chất, ừ. Nếu mà thích dồn chất cô bấm máy tính cho dồn chất này. Nếu dồn chất thì dồn như thế nào? Có muốn bấm máy tính dồn chất không? Chỉ bấm máy tính thôi chứ không không trình bày cách giải à? Chả hiểu sao em cứ quen dồn chất. Nhiều bạn đúng là cuồng dồn chất luôn đấy. Các bạn dồn chất thì các bạn bấm máy tính như sau này. Nào, có ai muốn cô bấm máy tính dồn chất cho các bạn thử một lần không? Không sao, hôm qua các bạn ấy vừa làm một file 10 câu khó nên là các bạn vẫn đang hơi hoang mang. Nào. Bài này em cũng bấm dồn chất. Đúng rồi, bài này bấm máy tính dồn chất cũng được các em ạ. Nhá. Rồi. Được chưa? Được chưa? Thế thì trong bài này nha, chúng ta sẽ có là gì đây? Este no đơn chức mạch hở thì dồn về cái gì? Được chưa? Dồn thì dồn về cái gì đây? Dồn thì chúng ta sẽ dồn về đây. Đó là oxy và cái gì ạ? Và CH2. Đúng không? Oxy và CH2 thì cái số mol CO2 bằng số mol CO2 thằng này sẽ bằng 0,3 này. Đó. Thì mình sẽ chỉ việc bấm đó là gì thôi, chúng ta tính ra số mol oxy đúng không? Là cách 7,4 rồi là trừ đi 0,3 nhân với lại 14. Được chưa? Và chia cho 32 thì ra được cái số mol của este là 0,1. Lấy 7,4 chia cho 0,1 vậy bằng 74, 74 là C3H6O2, vậy chọn đáp án A nhá. Đấy là bấm dồn chất. Được chưa? Đấy là bấm dồn chất. Ok. Được chưa? Chuyển chuyển nào, câu số 13 nha. Đốt cháy hoàn toàn một este no đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol của oxy đã phản ứng, vậy tên gọi của este đó là gì? Chuyển câu nào, khẩn trương đi các bạn ơi. Nào, cái đoạn này nào. Được chưa? Đúng rồi, bài này giải bình thường cũng không cần nhăm luôn nha. Chuyển câu nào. Chúng ta chuyển sang câu số 13 nào, comment đáp án câu 13 cho cô đi. Tuấn Anh Trần 13A. Hoàng Ngọc Đạt 13A. Em không nói em sai câu này hôm qua đâu à? Hải Nam 13A, Phan Đăng Nhật 13A, Trần Tôn 13A, Thùy Linh và Cổ Đông cũng là A luôn. Tara Tara 13A. Rồi trong câu này nhá. Câu này khi mà học xong chương 2 rồi thì quay trở lại làm câu này quá dễ luôn đúng không? Điều kiện để cho một cái chất hữu cơ mà có CHO khi đốt cháy cho số mol của CO2 bằng với lại số mol oxy thì nó phải có dạng là CnH2O tất cả n lần. Được chưa? Thì từ đây mình sẽ suy ra được là đây là este no đơn chức thì nó sẽ chỉ có hai oxy thôi, vậy số hydro nó sẽ phải bằng 4, oxy bằng 2. Vậy nó sẽ là C2H4O2 thì mình sẽ chọn đáp án A luôn đúng không? Đừng có viết phương trình bài này nha. Chuyển sang câu số 14. Câu 14 nào các bạn ơi. Rồi, Phạm Thơ 13A. Câu 14 nào. 14 nha. Được chưa? Tích cực lên, comment cho cô đáp án trong câu số 14 nào. Khẩn trương, khẩn trương. Câu số 14 nào. Thùy Linh chọn 14B. Nào, số mol CO2 là 1,344 chia cho 22,4 bằng 0,06 và 1,08 chia cho 18 cũng bằng 0,06 luôn. Vậy thì lại bấm dồn chất thử xem sao. 1,48 trừ đi 0,06 nhân với lại 14 chia cho 32 thì bằng 0,02. 1,48 chia cho 0,02 như vậy bằng 74. 74 thì vẫn là C3H6O2 nha. Vậy chọn đáp án là B. Được chưa? Câu này có trong đề hôm qua.
Thấy có B là đẹp nhất. Rồi ok, câu 14B rồi. Chuyển sang câu số 15 cho cô nhá. Câu số 15. Hỗn hợp Z gồm 2 este x và y tạo bởi cùng một ancol và hai axit carboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. MX nhỏ hơn MY. Đốt cháy hoàn toàn M gam Z thì cần dùng 6,16 lít khí oxy, tạo ra 5,6 lít CO2 và 4,5 gam nước. Công thức este x và giá trị của M tương ứng là nào? Ok nhá Thùy Linh ơi. Chuyển câu số 15 cho cô đi các em ơi, khẩn trương nào. Câu số 15. Nhanh nào các bạn ơi. Comment cho cô xem đáp án trong câu số 15 của các em là gì đây. Phan Đăng Nhật 15C. Tiếp tục nào. File này có vẻ sáng nay cô đăng hơi muộn đúng không? Nhớ là tối nay 8 giờ cô sẽ chữa đề thi thử tối hôm qua nha. Khẩn trương nào các em ơi. Comment đáp án lên cô xem nào. Ngọc Minh 15 mạnh dạn chọn C. Vòng cổ đông thử C. Có vẻ như chưa làm đúng không? Ngọc Minh em chọn A. Cô chào Sầm Thị Thu Trang nha. Ngọc Minh chọn A. Như vậy là có A có C rồi. Hoàng Hiệp hình như B. Xong một ông nữa vào hình như D luôn. Rồi Lương Hùng chọn A. Trong câu này nhá, chúng ta sẽ có này, là có 6,16 chia cho 32, à chia cho 22,4 thì nó bằng 0,275. 0,275. Thứ hai đây là 0,25. Tiếp tục 4,5 chia cho 18 cũng bằng 0,25 luôn. Vậy là đây là este no đơn trước mạch hở rồi, đúng không? Este no đơn trước mạch hở. Ừ, đến cái đoạn này mình sẽ xử lý đó là gì đây? Tạo ra cùng một ancol và hai axit kế tiếp nhau. Thế thì chúng ta sẽ lấy là gì đây ạ? Ừ. Đoạn này nói chung là có rất là nhiều hướng xử lý ở đây đúng không? Em lại dồn chất tiếp. Ừ, cũng được nhá. Được chưa? Cũng được luôn. Đó là chúng ta sẽ có được như sau. Este này là vẫn tiếp tục là este no đơn trước mạch hở, các bạn muốn dồn chất cũng được, được chưa? Oxy CH2. Đúng không? Thì cái thằng CH2 chúng ta có luôn là bằng số mol là 0,25. Vậy thì cái thằng này đốt cháy sẽ cần một cái lượng oxy cho nó sẽ bằng là 1,5 nhân 0,25 đúng không? 1,5 nhân với 0,25 bằng 0,375 trừ đi cái lượng oxy đang cần dùng đây là 0,275 thì bằng 0,1. Vậy là số mol này nó sẽ bằng 0,1 này. Số mol này bằng 0,1 để tìm ra carbon trung bình nó sẽ bằng 2,5. Được chưa? Carbon trung bình bằng 2,5 thì mình có C2C3. C2 thì chỉ có thể là HCOOCH3 thôi. Và tạo ra bởi cùng một ancol và hai axit kế tiếp nhau thì đây sẽ là CH3COOCH3. Bây giờ người ta hỏi cái gì ạ? Hỏi công thức của este x em nhá. Este x phải là este có phân tử khối nhỏ hơn này. Thì là mình đang hỏi về HCOOCH3 nhá. Hỏi về HCOCH3. HCOCH3 ở đây 2,5 thì là giá trị trung gian, vậy là số mol của hai thằng này nó sẽ là bằng nhau, được chưa? Số mol của hai thằng này sẽ là bằng nhau. Ok. Thế thì chúng ta sẽ có được đó là cái thằng có số mol chưa các bạn nhỉ? Đây là 0,25 chia cho 2,5 thì số mol thằng này bằng 0,1 thì đây sẽ là 0,05 nha. Như vậy là 6 gam bao nhiêu? À đúng là 0,1 không nhỉ? 0, đúng rồi. Đúng không? Được chưa? Người ta hỏi cái gì nhỉ? Người ta hỏi là công thức của X và khối lượng của N M. Khối lượng của N M nha. Đốt cháy M gam Z
được chưa ạ? Là khối lượng của hai thằng này nha. Vậy thì HCOCH3 trước đi. HCOCH3 thì mình sẽ chỉ chọn ở đáp án là B thôi. Còn nếu như các bạn muốn tính ra NM nha, không phải là 6 gam đâu. Được chưa ạ? Không phải là M của HCOCH3. Em ơi, M là M của cái gì ạ? M là M của Z nhá. M của Z cơ. Vậy thì mình sẽ tính bằng cách là thay N bằng 2,5 này vào đây này. Hoặc là các em tính ra đây là 0,05 cũng được, thế nào cũng được nhá. Được chưa ạ? Vậy là 14 nhân với CNH2NO2 này. 14 nhân với 2,5 và cộng với 32 thì bằng 67 nhân 0,1 phải bằng 6,7 gam. Được chưa ạ? Ok. Rồi, hoặc là bảo toàn khối lượng cũng được nhá. Vậy là chọn đáp án B nhá. Thế sao mà các bạn lại chọn đáp án A trong câu này được nhỉ? Các em ơi. Được chưa? Câu này sao mà lại chọn đáp án A được nhỉ? Câu này phải là đáp án B chứ. Úi cô ơi, B ạ. Ồ, là B nha. Rồi, chuyển nào. Có ai thắc mắc gì ở trong cái câu số 15 này không ạ các bạn ơi? Các bạn nào thắc mắc gì trong câu số 15 không? Rồi. Ok, cô nhìn thấy rồi. Phát lăng nhật khoan gì đây? Thật ra xem có bạn nào thắc mắc gì trong câu số 15 không? Tính n trung bình vẫn chọn ra. Tính n trung bình rồi vẫn chọn C lạ. Sao lại vẫn chọn C? Em ơi, tính n trung bình thì làm sao mà chọn C? Nếu mà chọn C thì là em đang bị sai, là vì người ta hỏi chất x mà. Đăng Nhật ơi, người ta hỏi chất x nhưng người ta không hỏi chất y nha. Được chưa? Ok, rồi chuyển câu 16 nha. 16 đến 18 thì không được phép dùng nhám luôn. Đề này em chưa làm tí gì luôn. Đề này sáng nay cô mới up mà. Phát lăng nhật 16C. Sắp rồi Hoàng Hiệp ơi. Cô đang nghĩ là cô có tặng sổ tay không. Phát lăng nhật 16C. Tiếp tục nào. Comment lên đi. Tuấn Anh Trần 16C. Cho 45g axit acetic phản ứng với 69g ancol ethylic. 24 đặc đun nóng thu được 41,25g ethyl acetat. Như vậy là chúng ta sẽ xác định được đó là hiệu suất để tính theo cái thằng axit acetic rồi, đúng không? Lấy 45 chia cho 60 thì nó bằng 0,75 nhỉ. 0,75. Và este này là CH3COOC2H5 thì cái phân tử khối bằng 88. Như vậy các bạn chỉ việc lấy cái phân tử khối của cái lấy số mol của ethyl acetat chia cho 0,075 thôi nhá. Cô sẽ lấy là 41,25 chia cho 88 thì ra được bằng 0,46875 và chia cho 0,75 nhân 100%. Như vậy bằng 62,5. Vậy chúng ta chọn đáp án C nhá. Cô tặng luôn cho nóng hồi. Rồi, như vậy đáp án câu 16 sẽ là đáp án C. Câu số 17 nào. Cô chào Thế Anh à. Chuyển câu 17 đi các em ơi. Được chưa? Câu số 17. Cho sách hữu cơ, sách hữu cơ rồi mà. Phát lăng nhật 17D. Sách vô cơ chứ. Nguyễn Tuấn 17C. Group VIP tham lam quá. Group VIP quá tham lam luôn. Được chưa? Hôm nay sai hai câu rồi. Được chưa? Câu số 17. Câu số 17 có một cách không cần phải mất phí ship luôn ấy. Đó là không tặng luôn. Hay là như thế nhỉ?
Hỗn hợp X gồm HCOH và C3CH tỷ lệ mol là 11. Lấy 5,3 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 5,75 gam C2H5OH thu được M gam este, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tìm ra được cái M lớn này của RCOH nha. M lớn RCOH thì các em tính cho cô bằng cách là lấy 46 cộng với 60 tất cả chia cho 2. 46 cộng 60 chia cho 2, như vậy bằng 53. Vì sao lại là lấy 46 cộng 60 chia 2? Vì cái tỷ lệ mol là 1 chia cho 1 này. Thì M này sẽ là trung bình cộng của hai cái thằng axit này các bạn nhá. Được chưa? Rồi. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ có luôn đó là số mol của RCOOH ấy, nó sẽ bằng, đây là 5,3 gam thì nó sẽ bằng 0,1 mol. Số mol của ancol ethylic là 5,75 chia cho 46, như vậy bằng 0,125 mol. Được chưa ạ? Vậy là hiệu suất sẽ tính theo đằng này. Như vậy là chúng ta có giá trị của M luôn, M este sẽ bằng, cái thằng này nó sẽ bằng gì ạ? 0,1 nhân với 0,8 và nhân với RCOOH là 53 và RCOO sẽ là 52 và cộng với 29. Vậy là tính ra, được chưa ạ? 0,1 nhân 0,8 nhân với 52 cộng với 29, như vậy nó bằng 6,48 gam nha. 6,48 gam. Và chúng ta chọn được đáp án là C trong câu số 17. Được chưa ạ? Chuyển câu 18 nào. 18 tương tự các bạn sẽ làm cho cô nha. Thôi câu 18 cô không chữa nó đâu. Bây giờ cô chuyển tiếp sang câu số 19. 18 tương tự như câu 17. Cô không chữa nữa. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 19 nha. Được chưa ạ? Câu 19. Nào chuyển tiếp nào, câu số 19 đi. 19 ta đã... Nào khẩn trương comment cho cô nào câu số 19 ạ. 18 không chữa nha. 19. Nam Anh 19A. Đợt này Nam Anh học cũng khá là tiến bộ nha. Nguyễn Tuấn 19A. Phan Đăng Nhật 19A. Ngọc Minh 19A. Câu này này, xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo thì cần dùng vừa đủ là 0,06 mol NaOH. Thì nhớ luôn cho cô ấy, cái thằng chất béo này nhá, chúng ta phải sử dụng cái nhận xét ấy. Đó là gì đây? Rồi cô ghi nốt sang bên này đã, sau đấy chúng ta sẽ cùng làm cái câu số 19 nhá. Được chưa ạ? À, xà phòng hóa chất béo. Xà phòng hóa chất béo. Thì các bạn nhớ cho cô đó là nó tuân theo cái phương trình là RCOO tất cả 3 lần C3H5 tác dụng với 3NaOH thì sẽ tạo ra 3RCOONa và glycerol. Phản ứng này luôn luôn tạo ra glycerol các bạn nhá. Được chưa ạ? Phản ứng này luôn luôn tạo ra glycerol, phản ứng có nhiệt độ luôn. Thì trong phần này các em sẽ phải sử dụng nhận xét cho cô đó là số mol NaOH này nó sẽ bằng với số mol của muối RCOONa và bằng 3 lần số mol chất béo cũng như là bằng 3 lần số mol của glycerol C3H5OH 3 lần. Ngoài ra, với dạng bài tập này cũng lưu ý luôn cho cô đó là chúng ta dùng bảo toàn khối lượng nhá. Chúng ta sẽ sử dụng bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ có là M của chất béo cộng với M của NaOH sẽ bằng M của xà phòng và cộng với M của glycerol. Được chưa? Cộng M của glycerol. Đó là những cái điều các bạn cần chú ý cho cô khi mà làm bài tập về phần xà phòng hóa chất béo nhá. Được chưa? Rồi bây giờ chuyển câu nào, bây giờ chuyển quay trở lại nha. Được chưa? Quay trở lại làm câu số 19. Này. Câu này đúng rồi, chúng ta chỉ việc bảo toàn khối lượng là ra thôi. Bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ có đó là cái thằng này này. Các em ơi, cái thằng này nhá, bảo toàn khối lượng tôi cứ viết lại cho các bạn nhìn đi. Sau đó cứ bấm máy, chúng ta làm quen rồi bấm máy tính là ra luôn đúng không? Áp dụng cái bảo toàn khối lượng cô vừa cho các bạn ghi, chúng ta sẽ có là 17,24 cộng với khối lượng của NaOH là 0,06 nhân với 40 thì sẽ bằng M của xà phòng cộng với M glycerol. Số mol glycerol bằng 1/3 số mol NaOH, vậy là 0,02 nhân với lại 92 nha. Vậy từ đây tìm ra được M của xà phòng.
Được chưa? Vậy nó sẽ bằng 17,24 cộng với 0,06 nhân 40 và trừ đi 0,02 nhân 92. Như vậy bằng 17,8 gram nha. 17,8 gram thì chúng ta sẽ chọn đáp án là A trong câu số 19. Được chưa? Có nhiều câu không ạ? Em ơi, có tổng là 22 câu thì phải nhá. Rồi, chuyển nào. Câu số 20 nào. Chuyển sang câu số 20, Phan Đăng Nhật 20A, Hoàng Ngọc Đạt 20A, Nguyễn Việt Đức A. Tiếp tục nào. Còn ai chưa comment nữa không các em ơi? 20 nhá. Chúng ta có là gì ạ? Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gram hỗn hợp 2 este là HCO, CH5 và CH3, COA, CH3. Được chưa? Hải Nam 22A và Tuấn Anh Trần cũng là A luôn, 20 nhá, 20. Và Cổ Đông cũng là 20A. Rồi, trong câu này thì hai thằng này nó là este hay hai thằng này là este đồng phân của nhau và có phân tử cuối bằng 74. Vậy các em sẽ lấy luôn số mol của nó là 22,2 chia cho 74 cho cô nhá. Như vậy nó bằng 0,3. 0,3 thì số mol nó hóa cũng bằng 0,3 chia cho 1 bằng 0,3 là 300 ml, vậy chọn đáp án A nha. Rồi, chuyển câu nào. Câu số 21 cho cô đi. Chuyển sang câu số 21. Được chưa ạ? Rồi, 20 phải hết sức nhanh. Câu số 21 nào. Nam Anh 21B, Phan Đăng Nhật 21B, Vàm Cổ Đông 21B. Tiếp tục. Khẩn trương nào các bạn ơi. Cô đang like tại page cô Thu Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 nhá. Các bạn đang xem tại các nguồn khác, các bạn sẽ truy cập vào Facebook nhá, để sẽ tương tác với lại cô qua bài like luôn nhá. Tuấn Anh Trần 21B, Hải Nam 21B. Đồng thời thì khi truy cập vào page của cô ấy thì các bạn sẽ còn có cả file bài tập để học dễ hơn. Rồi, Kiều 21B. Ok, trong câu 21 này bạn ơi, chúng ta có đó là gì ạ? À, este đơn trúc X có công thức, có cái tỉ khối hơi so với lại CH4 là 6,25. Vậy lấy 6,25 nhân với 16. 100. 100 thì nó là C5H8O2. Được chưa ạ? Làm quen rồi chúng ta phải biết điều đó nhỉ. Tiếp tục là 20 gram đây sẽ là 0,2 mol. Mà nó phản ứng, nó tác dụng với 300 ml cao H1NM. Như vậy là đây cao H sẽ dư. 28 gram chất rắn này thì sẽ chứa cả cái thằng cao H dư nhá. Vậy là cô tìm ra được cái M của RCOOK nhá. Lần nữa cô lại nhắc lại, đây là KOH, được chưa ạ? Ok chưa? Vậy là chúng ta sẽ lấy 28 trừ đi số mol cao hát dư là 0,1. Vậy trừ đi 0,1 nhân 56 bằng 22,4. Sau đó lấy 22,4 chia cho 0,2 thì ra được 112. Được chưa? Cái này là 22,4 nhá. Vậy tìm ra được M lớn của RCOOK nó bằng 112. Vậy từ đây tìm ra được M lớn của R sẽ bằng 112 đem trừ đi 39 trừ đi 44 ra được là 29. 29 như vậy đó là C2H5COO. Cái thằng C5H8O2 này trừ đi C2H5CO thì còn lại là CH nối đôi CH2 nhỉ. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án nào đây? C2H5COCH3. Vậy chọn đáp án là B trong câu 21 nhỉ. Ok, rồi chuyển tiếp sang câu số 22. 22 là câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay này. Câu 22 nào. Các bạn ơi, chuyển sang câu 22 cho cô nhỉ. Được chưa? 22 này các bạn thử suy nghĩ và nói cho cô xem các bạn làm bằng phương pháp gì đấy. Phan Đăng Nhật 22B. Các em làm câu 22 là bằng cách nào nhỉ? Thông thường, đồng đẳng hóa hay là dồn chất? Được chưa? Câu 22 hay là đồng đẳng hóa kết hợp thủy phân hóa?
Tuấn Anh Trần 22B, Hải Nam 22B. Dồn sở chất. Lê Tùng Dương dồn chất. Nguyễn Tuấn 22 dồn chất đi cô. Hải Nam dồn chất. Trời ơi, chúng ta đã quen với dồn chất rồi ấy hả? Rồi, câu này thì làm bằng cách nào cũng được luôn các quý chị ạ. À? Được chưa? Đun mờ ga mỗn hợp E gồm triglyceride X với các axit béo tự do. Được chưa ạ? À, và các axit béo tự do với 200ml NaOH vừa đủ. Vừa đủ. Đây là 0,2 nha. Thu được glycerol và hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung là C17HiCONa. Đốt 0,07 mol E thì thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác, M gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol brom. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của M là câu này ấy, câu này, được chưa? Hải Nam bảo là bơm brom và bơm hiro nên em không nhớ. Ở đây nó có cái dấu hiệu giúp chúng ta nhận diện được cái việc là chúng ta sẽ phải bơm hiro, đó là M gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol brom, đúng không? Được chưa? Số mol hiro thì sẽ bằng số mol của brom nhá. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ có này, chúng ta có bơm vào thì cái thằng này mình sẽ quy nó về là C17H35COH nhá. Muốn dồn chất cũng được cách 1. Câu này cô sẽ xin phép được chữa bằng hai cách. Cách số 1 thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây? Nào, cách số 1 nha. Cách số 1 chúng ta sẽ làm bằng cách gì ạ? Chúng ta sẽ dồn về C17H35COOH. Được chưa ạ? Cách thứ hai là C3H5OH 3 lần. Được chưa ạ? Thứ ba là H2 và thứ tư là nước. Khi dồn như thế này ấy, thì đây này. Đấy. Được chưa ạ? Trừ 3x. Ok, trừ 3x. Bây giờ có tiếng đàn ông rè rè. Các bạn ơi, ok chưa nhở? Có giọng đàn ông. Ừ, lạc mic. Tại vì cô bật bluetooth em ạ. Cô nói gì vậy ạ? Rồi các em ơi, đã nghe được tiếng cô chưa? Bị hack rồi. Em ơi, đã nghe được tiếng cô chưa? Khẩn trương nào, comment lên đi. Được chưa? Comment lên cho cô xem nào. Đã ổn chưa? Về âm thanh đã ổn chưa? Khẩn trương. Thấy tiếng đàn ông rè rè là do ở bên ngoài thì đang nghe chuyện các em ạ, mà lại bật mic kết nối với lại bluetooth của máy tính cô. Em ơi, được chưa nhở? Nghe rõ chưa? Ok rồi, cô sẽ giải thích lại này. Giọng cô hay là rồi. Cô giải thích nha. Được chưa? Ở đây chúng ta thấy có cái dấu hiệu đó là M gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol brom nhá. Thì nhìn đây chúng ta sẽ nghĩ luôn đến cái việc là bơm chất đi để chúng ta thu được là toàn bộ cái thằng E này là triglyceride X là no, và các axit béo này cũng no luôn, đúng không? Các axit béo này cũng no luôn. Và chúng ta lại thấy được một điều nữa đó là gì ạ? Khi mà xà bóng hóa thì mình chỉ thu được một cái muối nó có dạng là C17HiCONa thôi. Vậy khi no hóa nhá các em ơi, khi no hóa thì mình sẽ có được là
cái thằng axit nó ấy sẽ tương ứng là C17H35COOH, được chưa? Tiếp tục này, tiếp tục. Đó là cái thằng khi mà chúng ta dồn về C17H35COOH ấy thì phải trả lại ancol cho đề đúng không? Trả lại ancol cho em đúng không? Thì cái thằng C3H5OH 3 lần này mình sẽ phải đặt là x, tại vì nó lấy từ cái thằng triglycerid nha, lấy từ cái thằng triglycerid. Vậy thì triglycerid là x thì dẫn tới vì sao nó lại là trừ 3x, vì chúng ta có phương trình là RCOO, đây cô che ở đấy đi đã nha. RCO tất cả 3 lần C3H5 thì cộng với 3 nước thì sẽ tạo ra 3RCOO H và cộng với C3H5OH 3 lần. Được chưa? C3H5OH 3 lần. Thì cái thằng này là x này thì dẫn tới thằng này là 3x mà nó ở hai vế khác nhau em ơi, ở hai vế của phương trình khác nhau. Vậy thằng này là dương thì thằng này phải là âm nhá. Thằng này là dương thì thằng kia phải là âm. Đấy là chuyện kiến hiệp đấy các bạn ạ. Có ai nghe, có ai đã từng nghe chuyện kiến hiệp đó chưa? Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ có này các em nha, chúng ta có thì số mol này là 3 trừ 3x và số mol này là x. Đến đây hiểu chưa đã các bạn ơi? Nào, cô dừng lại một chút cái đoạn này, đến đây hiểu chưa nhỉ? Đó là cách 1 nhá. Nhanh 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 nhanh. Đến đây đã hiểu chưa nhỉ các đồng chí ơi? Được chưa nhỉ? Tập trung vào đây đi. Nào, khẩn trương, đến đây hiểu chưa? Sau đó này, cô sẽ xử lý tiếp đến cái dữ liệu đó là đốt cháy 0,07 mol E thì thu được 1,845 mol CO2. C17H35COH thì sao ạ? Cái thằng C17H35COH này nó sẽ được chuyển thành C17H35CONa nhá. Chuyển thành C17H35CONa. Vậy thì số mol thằng này nó sẽ đúng bằng số mol của NaOH. Như vậy nó bằng 0,02. Được chưa các em? Ok chưa? Tiếp tục là mình sẽ sử dụng cái là gì? Đây này, sử dụng tiếp này. 0,07 mol E thì đem đốt cháy sẽ tạo ra 1,845 mol CO2. Đến đoạn này nhá. Đến đoạn này thì mình sẽ bảo toàn carbon cho cô. Thì cô sẽ suy ra được, nhớ này, lượng chất khác nhau thì mình sẽ phải lập tỷ lệ nha. Đó là cái thằng này sẽ là 0,2 nhân với 18 cộng với x nhân với lại 3. Được chưa, là ra toàn bộ carbon ở trong cái thằng hỗn hợp mình vừa dồn đúng không? Được chưa? Và chia cho đó là gì ạ? Chia cho. Số mol của cái hỗn hợp này thì chính là bằng gì đây các em? Số mol hỗn hợp này bằng cái gì nhỉ? Nào, bằng 0,2 trừ đi cái gì ạ? Bằng 0,2 trừ đi 2x. Vì sao lại là 0,2 trừ đi 2x? Nào, bằng 0,2 trừ đi 2x. Được chưa ạ? Và nó sẽ bằng 1,845 chia cho 0,07. Và từ đây các em tìm ra cái giá trị của x bằng. Được chưa? Từ đây chúng ta tìm ra được giá trị của x bằng. Nào, ai đó cho có biết chỗ này tìm ra x bằng bao nhiêu đây? Ở trên này là bảo toàn carbon nhá, ở dưới này là số mol của hỗn hợp E. Được chưa ạ? Số mol hỗn hợp E. Như vậy từ biểu thức này thì chúng ta tìm ra được x bằng bao nhiêu đây các bạn ơi, comment lên cho cô xem nào. Từ biểu thức này chúng ta tìm ra được x bằng bao nhiêu đây? Khẩn trương nào. Được chưa? X bằng bao nhiêu đây? Comment lên. Nhã Uyên, 0,03. Đúng rồi, chính xác luôn, x bằng 0,03. Được chưa ạ? Nguyễn Thu Huệ 0,03. Đúng rồi các em nha.
À, vì sao lại là 0,2 trừ đi 2x kìa? À? Có bạn hỏi vì sao lại là 0,2 trừ đi 2x thì chúng ta sẽ có này. Đó là số mon của cái thằng x ấy, số mon của cái thằng x. X là cái gì đây? X là triglycerid đấy nhá, cô lại giải thích nhẹ cho các bạn này. Số mon của triglycerid RCOO3 lần C3H5 nó đang bằng bằng x mon. Có đúng không? Được chưa? Số mon thằng này bằng x, vậy thì suy ra được số mon của axit. Số mon axit này này chính là số mon của axit tự do ấy nhá. Nó sẽ bằng 0,2 trừ đi 3x. Đúng không? Có đúng không các em? Vậy thì từ đây suy ra được là số mon của E thì sẽ bằng hai thằng này cộng với nhau, vậy bằng 0,2 trừ đi 3x cộng với x, vậy bằng 0,2 trừ đi 2x. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Hiểu cái đoạn vì sao lại là 0,2 trừ đi 2x chưa các bạn ơi? Ok, đến đây nhá. Sau khi ra x rồi thì mình quay trở lại hỗn hợp này và mình tính ra m thôi. Từ đây mình tính ra được giá trị của n m nhá. Sẽ bằng 12 nhân 17 cộng với 35 cộng với 45 thì bằng 284. 284 nhân với 0,2 này. Em cộng với x bằng 0,03, vậy là 0,03 nhân với 92 trừ đi 0,1 nhân 2 và trừ tiếp cho 3 nhân 0,03 là 0,09 nhân với 18 nhá. Vậy là tính ra được giá trị của n m 284 nhân 0,2 cộng với 0,03 nhân 92 trừ đi 0,1 nhân 2 và trừ tiếp cho 0,09 nhân 18. Như vậy bằng 57,74. Được chưa ạ? Ok chưa các bạn ơi? Rồi. Như vậy là chúng ta tính ra được cái giá trị là 57,74 nha. Đúng rồi, chọn đáp án B. Bây giờ các bạn cần cô chữa cách 2 không? Nào. Chúng ta có cần chữa cách 2 không? Cách 2 là cách làm bình thường, nếu mà chúng ta không làm bảo không không làm dồn chất thì chúng ta sẽ làm theo cách 2. Có ạ. Rồi Nguyễn Thu Huệ. Cách số 2. Cách số 2 thì cô sẽ thấy như sau. Cô vẫn dùng cái việc là làm no hóa bằng 0,1 mol hydro nhá. Sau khi cộng mà 0,1 mol hydro vào vào E thì cô sẽ được cái hỗn hợp E phẩy. E phẩy này sẽ gồm có hai thành phần. Các em ơi, E phẩy này sẽ gồm hai thành phần đó là C17H35 ở COO tất cả 3 lần C3H5 và C17H35 COOH. Được chưa? Sau đó thì cô có số mol thằng này là A, thằng này là B và mình giải hệ phương trình thì chúng ta sẽ có được đó là A cộng với B. Chúng ta có cái gì nhỉ? Phương trình đầu tiên đó là A 3A cộng với B thì nó đang bằng 0,2 nhá. Phương trình thứ hai là dựa vào cái dữ liệu là 0,7 ấy, 0,07 và 1,84, 1,845 ấy. Thì các em sẽ có được đó là A cộng với B chia cho này. Số mol CO2 thì chỗ này nó sẽ là bằng 57A. 57A cộng với cái thằng này là 18B. Được chưa? Thì nó sẽ bằng 0,07 chia cho 1,845. Được chưa? Vậy thì giải hệ hai phương trình hai ẩn này các em sẽ tìm ra được A và B nhá. Từ đây các em tìm ra được cái giá trị của A và B này. Đó, đây đây. Tìm ra được A và B. A và B. Các bạn ơi vui thôi, đừng đừng vui quá, đừng quá đà các bạn nha. Chỗ này chúng ta sẽ có là 1,845
trừ đi 0,07 nhân 57 bằng 1,845 trừ đi 0,07 nhân với 18 bằng 0. Vậy là A cô tính ra bằng 0,03. Được chưa? Và B bằng 0,11. Ok, B bằng 0,11. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có được đó là M của cái thằng E phẩy này nhá. M của cái thằng E phẩy các em tìm ra rồi đúng không? Thì sẽ bằng M của E cộng với M của Hiro. Vậy từ đây các em tìm ra được M của E sẽ bằng. Từ đây mình tìm ra ME phẩy đúng không? Được chưa? Tính ra tám trăm chín mươi đây m của đây nha, cái thằng này này tính như sau này, 0,03 nhân với 890 cộng với 0,11 nhân với lại 284 và trừ đi 0,1 nhân với 2. Vậy cũng ra được cái giá trị là 57,74. Được chưa? Đó là hai cách. Được chưa? Đó là hai cách. Ok. Hai cách. Vậy bây giờ câu hỏi này, đây là hai cách để chúng ta làm câu 22 nha. Được chưa? Ngoài ra thì có thể có bạn sẽ làm bằng đồng đẳng hóa hoặc là quy đổi. Thì chúng ta chú ý luôn cho cô, đó là ít nhất các bạn sẽ phải biết cách xử lý bài này. Ít nhất là tối thiểu nếu như chúng ta chưa hiểu về phương pháp dồn chất thì các bạn sẽ làm cho cô bằng cách số 2 này, không sao hết. Được chưa? Cô nói lại số mol của x cách 1 được không ạ? Số mol x của cách 1 được không ạ? Số mol x cách 1 nghĩa là sao? Số mol hỗn hợp x á? Hay là số mol x là số mol gì hả em? Lê Tùng Dương ơi, Ngọc Minh ơi, em hiểu cách 2 cho em. Ngọc Minh ơi, em hiểu cách 2 chưa nhỉ? Rồi, cách 1 nha. Số mol x đó. Cái đoạn tính số mol. Số mol hỗn hợp cái gì? Số mol của E đúng không? Đây, cô vừa mới phân tích lại cho em rồi mà. Số mol hỗn hợp này thì chúng ta thấy là hỗn hợp E của ta ấy, gồm triglyceride x và các axit béo, thì số mol hỗn hợp sẽ bằng số mol của triglyceride cộng với số mol của axit béo. Được chưa? Thì số mol triglyceride chúng ta đặt là x mol. Thì dẫn tới là cái thằng này nó sẽ cung cấp bao nhiêu? Các bạn chú ý này. Đây, chắc có lẽ là đây em ơi, nhỉ. Khi mà cô đặt là số mol của, mình nhìn thấy không nhỉ? Khi cô đặt số mol của triglyceride là x thì dẫn tới là cái thằng này ấy, nó sẽ cung cấp số mol của LCOOH từ đây này, nó sẽ bằng 3x. Được chưa? Thế mà mình đang có tổng số mol của LCOH nó đang bằng 0,2. Như vậy là số mol ở axit tự do ấy sẽ chỉ là 0,2 trừ đi 3x thôi. Được chưa? Ok, Ngọc Minh em làm được bằng cách 2 rồi, rất tốt. Như vậy là mình sẽ có là số mol của axit tự do sẽ bằng 0,2 trừ đi 3x. Sau đó số mol hỗn hợp thì sẽ bằng hai cái thằng này cộng lại với nhau. Đúng không? Thì nó sẽ là 0,2 trừ đi 3x cộng với x thì còn lại là 0,2 trừ đi 2x nhá. Sau đó này, nhìn lên cái phương trình phía trên này, phương trình phía trên này thì dựa vào cái dữ liệu đó là đốt cháy 0,07 mol E thì thu được 1,845 mol CO2. Vậy là mình sẽ phải thấy được là đây là sử dụng các lượng chất khác nhau vì ở phía trước người ta đang dùng mg hỗn hợp E mà sau lại là 0,07 mol E. Như vậy bắt buộc phải lập tỷ lệ, được chưa ạ? Phải lập tỷ lệ luôn, phải lập tỷ lệ luôn. Thì khi đó cô sẽ có là 0,2 nhân 18. Được chưa ạ? Là ra cái gì? 0,2 nhân 18, 18 ở đâu đây? Đây này, 17 carbon cộng với 1 carbon đây thành 18 carbon. Được chưa ạ? Trong glycerol thì chúng ta có 3 carbon cộng với 3x chia cho số mol hỗn hợp bằng 0,2 trừ đi 2x sẽ đúng bằng 1,845 chia cho 0,07. Vậy từ đây chúng ta tìm ra được x bằng 0,03 nhá.
Bạn đã hiểu cái đoạn này chưa? Đó là cách số 1. Cách số 2 là cách chúng ta làm đơn thuần đấy. Được chưa nhở? Lê Tùng Dương ơi. Ok, rồi. Ngày hôm nay thì cô sẽ dừng kết thúc live ở đây nha. Và cô sẽ dừng live ở đây và nhớ lịch cho cô đó là 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong cái buổi chữa đề thi thử tối hôm qua. Được chưa? Và các bạn chú ý cho cô luôn, đó là bạn nào mà chưa làm đề thi thử ấy, thì nhanh tay làm đề thi thử cho cô nha. Được chưa? Qua bếp cô Tu Hóa chuyên luyện thi đại học 10, 11, 12 để chúng ta làm đề thi thử để tối nay chúng ta sẽ tiếp tục vào chữa nha. Ok.